Vâng, đây là con ca đầu và cung R hit chơi. Luôn nhớ rằng cẩu ca phải cẩn thận khi mà những tình huống giật cung R ra phía sau, lạc đà lao vào thì con ca đấy lại cẩu vào đầu con lạc đà. Giáp 4. Hình như vừa có tình huống kích giáp giáp 4 khi mà đủ vàng à. 600 gỗ dành cho sẻ nhưng không có đất để vẽ ruộng. Gỗ đang rất nhiều, hit and run ca quá nhanh và nguy hiểm. Vâng, mặc dù cầm pan nhưng mà lại lên đời không sớm. Và đó chính là điểm yếu. Vâng, giật giật. Và tỷ số là 2-1 dành cho game thủ chim sẻ. Và đến với trận thi đấu thứ 3 trong cuộc đối đầu giữa game thủ chim sẻ nắng đối đầu với Nách Gà Rừng và 2K1. Vừa rồi là một trận thi đấu mà người ta gọi là bình chân như vậy. Chim sẻ nắng thì khá vội khi mà bị người ta công vào phía khu vực bãi vàng và có quá ít vàng để có thể nở cung A. Trong khi đó ở bên kia thì người ta không vội sồ vào. Sẻ thì cứ găm mãi phù ở phía trong để chờ đợi người ta sồ vào, sau đó là sẽ phù được chém, phù được lạc đà, quay ngược lại chém ca, nhưng mà người ta quyết định là không sồ. Và với một cái chiến thuật đó chính là cẩu hết nhà BA, nhà BS, nhà BE, cẩu cả ruộng. Vâng, khi mà người ta tụ được rất nhiều thứ rồi với bốn tay. Vâng, còn thậm chí có một người đi công và một người phát triển tại nhà thì người ta cũng đã có chiến thắng. Mặc dù là ở thời điểm cuối sẻ điều nông dân, điều cung A, điều phù là khá tốt để có thể ăn được 3K của đối phương, nhưng mà là không đủ. Các bạn là mình không có vàng để mình sản ra được thêm những con cung A nữa. Đây là trận thi đấu Hitty đối đầu với Pan. Nếu tôi không nhầm thì là Pan. Vâng, hai người đánh thì nó có lợi thế là rất lớn. Nhưng mà cái bất lợi tới từ cặp đôi của 2K1 và Nách Gà Rừng, nó là chuyện là họ ngồi đánh online. Tất nhiên là họ sẽ phải giao tiếp nhau qua một cái phần mềm gọi video call hoặc là gọi call qua điện thoại. Thế nhưng mà để mà chỉ, đôi khi nó cũng có những cái nó hơi bất cập. Đánh hai người mà cùng một màu này mà ngồi cạnh nhau ạ. Thậm chí nó còn mắc binh hơn nữa. Nhưng mà cái điều kiện của chúng ta đánh một cái giải thi đấu online và muốn tạo điều kiện cho các game thủ của các tỉnh thành kết hợp với nhau để đối đầu với cả game thủ chim sẻ, thì cái việc mà bất lợi một chút, rất mong là các game thủ cũng sẽ có những cái tình huống tập luyện trước giải để có thể phối hợp với nhau được tốt nhất khi mà diễn ra cái giải đấu này. Còn phải tùy thuộc vào quân bài nhiều. Thích nhất trong cái thời đại này đó chính là quân cân. Tại vì là khi mà hai người cùng một màu và cùng đánh thì họ sẽ tối ưu được về mặt ép đời, và họ cũng sẽ có công thủ thì đều là tương đối dẻo. Thế là sẻ thì cũng đã từng ngán cái thể loại này rồi, nhưng mà sau khi mà đánh quen cái thể loại này thì vẫn khỏe và vẫn có chức vô địch ở những mùa giải trước, đó là những mùa giải cơm thịt sẻ. Giải lần này thì đã cho đội hình tương đối mạnh dành cho bên phủ rồi. Đây là một, có đánh giá là một thách thức dành cho game thủ chim sẻ. Vẫn biết rằng là giải mà không vô địch, mà cũng chưa một lần nào mà sẻ đánh thể loại này mà sẻ không vô địch cả. Giải này là những cái game thủ được đánh giá là mạnh lắm rồi, họ kết hợp với nhau để mà tạo ra cái sức mạnh hơn hẳn. Vâng, làm khó sẻ thực sự. Ví dụ trận thi đấu vừa rồi nhỉ, một trận Yamato. Đây là một bài Hitty ổn. Bài Hitty này đủ điều kiện để đánh với cả con Pamiran. Mặc dù là tìm ra cái bãi quả kia nó hơi muộn. Tìm ra bãi quả phụ cảm giác hơi muộn một chút. Bãi quả phụ gần. Sẻ là quyết định là ăn bãi quả phụ xa trước, và bây giờ là có khi bỏ bãi quả phụ gần chăng? Ăn thêm bầy hươu này để có thêm chiếc BS thứ hai. Bài này bảo là bài quá đẹp thì không hẳn, mà nó là bài đủ điều kiện để mà chơi rồi.
có cả thế, vét đời cũng ổn. Ở bên kia là Pamiran. Xem cái này nó hồi hộp thì sẽ rất khó đoán. Bạn sẽ rất khó đoán là vâng game thủ chim sẻ năng liệu có vượt qua đường hay không. Vâng, sẽ không tương tác được với khán giả, rất mong mọi người thông cảm nhá. Nó hơi bị delay một lượng thực một chút xíu, quấy 10 dành cho game thủ chim sẻ và đánh thẳng cùng 10, 49, 10, 50. Để delay như thế này thì nó sẽ ok mọi, nó ok mọi thứ trừ việc là không tương tác được với cả khán giả. Đó là cái điều nó hạn chế. Vâng, mọi người có thể xem trên cả kênh Facebook, đó chính là fanpage Cơm Canh Cà. Xem tay bên kia, xem Nick Cà Rừng và 2K1 ở bên fanpage Game TV giải đấu. Các bạn cũng có thể theo dõi trên nền tảng YouTube qua kênh Việt Nam Game TV. Vâng, với cái việc mà sẻ vô địch quá nhiều trong cái hệ thống giải AOE Đế Vương rồi, hay là trước đó tiền thân nó là cái giải đấu AOE Cơm Thịt Sẻ rồi, đây hy vọng là một trong những giải đấu có thể khiến cho chim sẻ nắng ngã ngựa. Đã 6 mùa khoai sọ lên ngôi vô địch rồi, 5 lần cơm thịt sẻ và 1 lần đế vương 1. Lần này nữa còn ai trồng khoai cái đất này. Cái mùa giải trước thực ra là cái lúc kết thúc giải đấu là team của chim sẻ là 44 điểm, team BB là 43 điểm, cũng rất sát nút. Dù sao sát nút đến mấy thì vẫn cứ là chiếc vô địch. Người ta bảo là ai không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, ông sẻ ông tắm đến 6 lần. Bài đã được khung kín, bắt đầu đi tê. Ồ, pan bên kia không đẹp. Vậy là mặc dù chim sẻ nắng kích đời bài này cũng không sớm. Đây là một bài kích tới 10 50, 10-49. Nhưng mà ở bên kia còn lên đời muộn hơn. Như vậy là mặc dù là có 4 cái tay thật nhưng mà bài xấu, không lên được đời sớm dành cho Pamiran. 7 giờ chắc? Hay đó là một tình huống đi dò qua cái giếng. Bài 2A kín rồi. 20 dân, bên kia có ra dân và đánh phát triển. Căng nhỉ, có ra dân là căng đấy. Vâng, 36/52, bài đánh 3, QR có giáp, bên này thì đang muốn để những con lạc đà ở phía ngoài để đi luôn vào những con QR sinh ra phía ngoài. Nhưng mà sẻ luôn nhớ đây là một trong những người chơi QR rất hay, và cái khả năng gom cung tới từ game thủ chim sẻ rất bình tĩnh. Ruộng nương đề huề, chiếc BA thứ tư, có tình huống công ca của cặp đôi bên phía phủi. Tiếp tục là ca. Nhưng bên này chim sẻ nắng đi được một con cung T và đi được một con cung R. Và luôn nhớ rằng nếu không để ý một chút xíu thôi, và những cung R hit nó bắn đau lắm. Liệu sẻ có phi ra ngoài luôn không? Phi ra ngoài để ăn con K đầu của đối phương luôn không? K thì chắc chắn là K rồi. Và cái nhà A nó ngay trên vực, K ở trên đồi cao. Ra, tôi nghĩ ra được rồi. Vâng, đây là con ca đầu và cung R hit chơi. Luôn nhớ rằng cẩu ca phải cẩn thận khi mà những tình huống giật cung R ra phía sau, lạc đà lao vào thì con ca đấy lại cẩu vào đầu con lạc đà. Giáp 4. Hình như vừa có tình huống kích giáp, giáp 4 khi mà đủ vàng à. 600 gỗ dành cho sẻ nhưng không có đất để vẽ ruộng. Gỗ đang rất nhiều, hit and run ca quá nhanh và nguy hiểm. Vâng, mặc dù cầm pan nhưng mà lại lên đời không sớm. Và đó chính là điểm yếu. Vâng, giật giật. Và tỷ số là 2-1 dành cho game thủ chim sẻ. Những trận thi đấu rất nhanh thôi. Trận này, ôi, sẻ còn dò. Cái bãi quả này là sẻ dò ra rồi đấy, nhưng mà sẻ không ăn. Bởi vì sẻ đã lỡ ăn cái khu vực bãi quả ở phía ngoài rồi, và ăn thêm bầy hươu trên góc 12 giờ để làm chiếc BS thứ hai. Một bài pan xấu. Đi công, ăn hoang. Nhưng ở bên kia cơ cấu nhà quá đẹp, 2-1 dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, khá trống vánh sau 3 trận thi đấu đầu tiên.
Ở trận mà chim sẻ cầm Mia thì bên kia công ca cũng rất nhanh và rất hay. Trận đầu thì là một trận mà Persian lên đời chậm hơn Babylon tới từ game thủ chim sẻ. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ tư ngay sau đây.